em cho bà con coi là bầu trời Cali 29 Tết lúc 8:30 tối nha bà con. À, cơn bão đánh te tua tơi tả, mưa rất là to nha bà con. À, mưa to lắm bà con. Nhưng mà kiểu này là mai mốt gì diễn hành ở trên con đường này là kể như là xong rồi đó. Chợ qua là kể như là cũng xong luôn. À, bây giờ là 29 đến rồi bà con, 8:30 tối rồi bà con. Trời mưa te tua, khoảng chừng 100 mét nữa là tới Phước Thọ, là trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt Nam ở Cali. Ai mà qua Cali này mà không tới Phước Thọ là coi như là chưa tới Cali. Bây giờ là bữa nay với ngày mai là coi như ngày mốt là tới hội chợ cho tới mùng 1, mùng 2 Tết luôn, mấy hội chợ luôn. Mà kiểu này là xong hàng, chùa chiền là kiểu này là cũng xong luôn. Mưa bão rất là to nha bà con, mưa bão rất là to lớn cho tới mùng 1, mùng 2 Tết luôn. À, bà con thấy mưa bão như kiểu này đó thì bà con nghĩ sao? À, này là trên đường Mô San nha bà con. À, cái cột đèn thứ nhì á là Phố Lộc Thọ đó, mình thấy Phố Lộc Thọ đó. À, nhưng mà mưa te tua tơi tả tầm rãi về, bão đánh te tua vậy nè bà con thấy không? À, bây giờ là 8:30 tối ngày 29 Tết. À, bà con thấy mưa không? Mưa dữ lắm bà con, mưa te tua luôn. À, cả như Phú Lộc Thọ giờ hơi mệt. Mưa cho tới mùng 1, mùng 2 Tết luôn. À, em muốn quay cho bà con coi tình hình Tết Cali bị cơn bão đánh bầm dập hết. Này là trước trung tâm Thế Nga này bà con, mà trung tâm Thế Nga bây giờ đóng cửa rồi, bây giờ vô trong rồi. À, trước trung tâm Thế Nga đó bà con, nhà Thế Nga dọn vô trong ở rồi. À, Phố Lộc Thọ bà con, Phố Lộc Thọ là bên tay trái đó bà con. Nhưng mà 29 Tết là te tu tơ tả. À, 29 Tết mà mưa kiểu này thì kể như là không có cái nào sống nổi hết. À, bà con coi đó nha. À, mưa này nha, mưa te tu tơ tả hết. Này là trước Phước Thọ, trước trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt các bà con. 29 Tết 8:30 tối mà mưa bão đánh như vậy là cái như là thua xong hàng. À, bà con thấy mưa to lắm bà con ơi, mưa dữ tợn lắm. Để em đi vòng ra một cái Phố Lộc Thọ cho bà con coi nha. Mưa rất là to, bão mà. À, tiệm tùng nhà hàng vẫn còn mở cửa. À, Phố Lộc Thọ bên kia đó bà con. Mà mưa kiểu vậy là hoàn toàn đóng cửa hoàn toàn. Mưa lớn lắm bà con, mưa to lắm. 29 Tết mặc giờ cao điểm đó nha bà con. Giờ này là cả như là chắc khoảng 8:30. À, em muốn cho bà con coi là kể như Tết Cali ra làm sao, coi như là te tua tơi tả tầm tả, mưa rất là to, bão rất là to các bà con. À, bên kia là Phố Lộc Thọ là trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt các bà con. À, cho bà con coi đó, cho bà con coi đo nét. À, về Phố Lộc Thọ mưa rất là to.
hoàn toàn thất thủ. 29 Tết mà mưa cái này là thua. Mưa từ lúc chiều tới giờ. Mà mưa mấy ngày nay rồi, bão tánh tới một tuần lễ luôn mà. Thôi em xin báo cáo cho bà con biết tình hình của Tết Cali ăn sung sướng vui vẻ cỡ nào nha. Thôi Phước Lộc Thọ bà con. Bão te tu tơ tả, bây giờ là giờ cao điểm mà thấy không có một bóng người. Thôi em xin báo cáo bà con nha. Vậy thôi em ấp điện thoại nha. Em mệt rồi, trời mưa em ơi như con chuột lột rồi. Em đứng tường trình ngoài mưa nãy giờ rồi. Bây giờ về phải kiếm gì ăn mới được. Ok thôi bye bà con nha. Có gì ủng hộ em nha. Phố Cali Bosa TV số 9 Trang Kiều. Bấm share, bấm like, comment nha bà con. Này là em không phải đánh phá cái này, em trực tiếp cho bà con nha. Tình hình mưa bão Tết Cali 29 Tết mà ngay 8 giờ kéo dài về cao điểm kiểu này mà kiểu này hơi thua. Thất thủ. Bye bà con, happy new year bà con. Chúc năm mới bà mong phát tài, nghe mạnh khỏe nghe. Happy new year, I love you.